Thời gian qua, các cấp các ngành đã có nhiều cố gắng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên nguyên tắc tính mạng của người dân là quan trọng nhất, không được phép để một người nào không được quan tâm. Tuy nhiên, do thực hiện các chính sách mở cửa, nới lỏng, số ca dịch COVID-19 tăng nhanh chóng, có địa phương tăng gấp nhiều lần. Trước thực trạng như vậy, người dân đã có những chia sẻ đồng thuận cao với các giải pháp chống dịch của chính quyền địa phương nhằm hạn chế thấp nhất nguồn lây. Ghi nhận của phóng viên tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Đây là buổi test nhanh COVID-19 cho toàn dân của xã Thanh Vân, huyện Tam Dương. Sở dĩ có buổi test nhanh COVID-19 này là do trong những ngày qua, trên địa bàn xã có nhiều trường hợp bị F0 không rõ nguồn lây nhiễm. Việc test nhanh đã nhận được sự đồng thuận cao từ phía nhân dân. Trên cơ sở xã hội hóa, nhân dân đóng góp kinh phí, chính quyền đứng ra tổ chức. Qua đây cũng là dịp để xác định trường hợp F0, nhất là trường hợp không có biểu hiện, từ đó kịp thời cách ly, điều trị vì cuộc sống bình yên của khu dân cư. Hôm nay là tôi gặp thông báo là toàn dân được lên nhà văn hóa để test COVID, thì nên tôi lên đây là test cho yên tâm. Dịch không chừa một ai. Thực tế cho thấy, có nhiều người đã tiêm đủ mũi cơ bản phòng COVID-19, thậm chí có người đã tiêm mũi nhắc lại, nhưng vẫn bị mắc bệnh. Vì vậy, ý thức phòng dịch của mỗi người là rất quan trọng trong lúc số ca lây nhiễm tăng nhanh như hiện nay. Ngay sau khi trở về từ tỉnh Sơn La, việc cần làm ngay của bà Nguyễn Thị Hà, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, đó là thực hiện test nhanh COVID-19 và tuân thủ 5K của Bộ Y tế. Tôi đi làm trên Sơn La về. Trước khi về đến quê, tôi vào xã, trạm y tế xã, tôi khai báo y tế, rồi tôi test COVID để cho yên tâm trước khi tôi về nhà. Khi số ca mắc COVID-19 mỗi ngày đều tăng cao, thì ý thức của mỗi người dân trong việc tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, bảo vệ cộng đồng là biện pháp phòng dịch quan trọng và hữu hiệu nhất để cuộc sống sớm trở lại bình yên. Tiếp tục chương trình là tổng hợp số liệu về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến 15 giờ ngày 27 tháng 2 năm 2022, tổng số ca nhiễm 79.370, tổng số ca bình phục 32.133, số ca tử vong 16, số ca nhiễm trong ngày 2.758, trong đó 2.036 ca tại cộng đồng, 722 ca cách ly tại nhà, số bệnh nhân đang điều trị 81.683. Số trường hợp F1 hiện đang cách ly 38.885. Tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 toàn tỉnh 2.347.411 mẫu. F0 điều trị tại nhà và các dấu hiệu suy hô hấp cần biết. Điều trị tại nhà dùng thuốc như thế nào? Nếu F0 bị ho thì dùng thuốc giảm ho khi ho khan nhiều. Nếu F0 bị sốt, đối với người lớn trên 38,5 độ hoặc đau đầu, đau người nhiều, uống mỗi lần một viên thuốc hạ sốt như paracetamol 0,5g, có thể lặp lại mỗi 4 đến 6 giờ, ngày không quá 4 viên. Uống Orezon nếu ăn kém, giảm hoặc có thể dùng uống thay nước. Đối với trẻ em trên 38,5 độ, uống thuốc hạ sốt như paracetamol liều từ 10 đến 15mg trên 1kg một lần, có thể lặp lại mỗi 4 đến 6 giờ, ngày không quá 4 lần. Nếu sau khi dùng thuốc hạ sốt 2 lần không đỡ, yêu cầu người mắc COVID-19 thông báo ngay cho cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà để được xử trí. Các dấu hiệu suy hô hấp F0 cần biết. Khó thở, thở hụt hơi hoặc khó thở tăng lên khi vận động, đứng lên đi lại trong nhà, hoặc ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường, thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, khò khè, thở rít. Nhịp thở trên hoặc bằng 20 lần một phút ở người lớn. Ở trẻ em đếm đủ nhịp thở trong một phút khi trẻ nằm yên không khóc. Trên hoặc bằng 30 lần một phút ở trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trên hoặc bằng 40 lần một phút ở trẻ em từ 1 đến dưới 5 tuổi. Hoặc SpO2 dưới hoặc bằng 96%. Khi phát hiện bất thường, đo lại lần 2 sau 30 giây đến 1 phút. Khi đo, yêu cầu giữ yên vị trí đo.